Rồi hello, xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay thì gọi là mình cũng lên cái video clip này để báo cho anh em biết rằng là mình đang xả lỗ xe ngập nhà mọi người ạ. Đấy. Thì rất là may mắn luôn cho mọi người nào mà đã coi cái clip này của bên cửa hàng xe máy Phương Nam. Đấy thì hôm nay gọi là mình vừa mới xả xe anh em nhé. Đấy, vừa mới xả xe cho tất cả anh em mình luôn. Đấy, trong cái quá trình mà mình quay, mọi người nào mà gọi là muốn chi tiết hơn về các cái mặt hàng xe gì thì mọi người có thể gọi là chụp ảnh màn hình lại ấy, gửi qua số liên hệ. Đấy, mình có để trong phần tiểu sử cho cá nhân hoặc là dưới cái phần mô tả mình có để số nha, anh em cần xe thế nào thì liên hệ mình này. Đây anh em này. Đấy, hôm qua mình vừa bán con FZ này ở đâu CVS 190 này con giá 30 củ nhưng mà hôm nay mình giảm xuống còn có là 25 củ thôi. Đó, anh em yêu thích cái mặt hàng mà kiểu dáng nó xịn xịn nha này, bình luận này. Rồi Suzuki Bandit phiên bản GX 150. Đó, con này mới xả 2 củ xong. Còn có 32 củ thôi anh em ạ. Anh em yêu thích thì cứ liên hệ mình này. Rồi Gepic Demon phiên bản 150 màu sơn xám xi măng. Con này thì nhìn xe như mới luôn. Đấy, 30 mới giảm 2 còn là 28 anh em nhé. Đấy, trả trước không cần đi trước luôn. Đấy, xe dưới 30 củ không cần đi trước anh em nhé. Rồi Su Bandit này, đấy 33 mới xả xong 4 củ xong này. Đấy, còn 29 thôi. Anh em nào mà chưa có xe đi thì có thể liên hệ cho cửa hàng xe máy Phương Nam nhé. Rồi đây. FZ phiên bản 150 màu sơn GP, con này vừa mới xả 3 củ xong anh em ạ. Đấy, 25 xuống còn 22 thôi. Anh em thích thì anh em chốt này. Rồi Honda CB Vera ấy 35 xuống 33 mới giảm 2 củ xong anh em ơi. Đấy, anh em nào thích thì anh em chốt nhé. Đấy, hỗ trợ góp thì đưa trước mình con này là 3 củ này. Rồi Boss City KPR phiên bản 150 này. Đấy, con này mình đang giảm anh em là 23 củ thôi. Đấy, ok, hỗ trợ trả góp không cần đi trước nhá. Rồi cửa hàng mình vẫn có bao nợ xấu anh em nhé. Nợ xấu thì có thể góp qua cửa hàng mình đưa trước từ tầm 60 đến 80% của xe. Còn xe dưới 30 củ mà không cần đi trước thì mình có thể góp qua ngân hàng anh em nhé, với điều kiện hồ sơ không nợ xấu được. Rồi đây này, Lifan giá rẻ này. Đấy, hôm qua mình bán này 19 mà hôm nay mình giảm xuống còn có là 18 thôi. Đó, anh em thích thì anh chốt này anh em ơi. Rồi Honda Fortuner. Đấy, mình vừa xả 2 củ xong anh em ạ, còn có 25 củ thôi. Rồi Bentley phiên bản 150 anh em này. Màu sơn đỏ đô rất là tuyệt vời nha. Con này thì trước mình bán tới 18 mà bây giờ mình bán còn có là 11 thôi anh em ạ. Đấy, mới xả lỗ 7 củ xong anh em nhé. Anh em nào yêu thích cái mặt hàng mà Bentley kiểu dáng này thì liên hệ mình này. Đây có giá anh em này. Đấy, từ M này, đây mới này, mới ghi lại giá hôm qua rồi nhá. Rồi Honda Fortuner, đấy con này thì mình đang giảm cho anh em mình là 15 củ thôi ạ. Đấy, trước hôm qua mình bán này 17 mà hôm nay mình bán 15 này. Rồi Winner X phiên bản ABS. Đó, đi chống bó cứng chống chân trượt thì anh em có thể cân nhắc về con này. Đấy, chỉ 21 củ để chúng ta đổ có xe. Nếu anh em nào thường hay theo dõi mình lâu thì biết rằng là con này mình bán là 23 củ đấy ạ. Đấy, mình vừa mới xả 2 củ xong. Rồi Kawasaki VK này 175, ấy vừa xả con này 5 củ xong anh em nhé, 45 xuống còn có 40 thôi. Hỗ trợ góp đi trước mình 10 củ nhận xe. Rồi Gepic Element 200 phân khối để anh em con này là 30 củ anh em ạ. Đấy, vừa xả 3 củ xong. Rồi Bentley 302, con này mới xả trước mình bán 45 anh em ạ. Đấy, xuống 40, giờ xuống 38 anh em nhé. Đấy, trời ơi quá rẻ luôn anh em ạ. Giờ kiếm đâu ra con mô tô gọi là 300 phân khối mà giá tầm 3x như này anh em nhỉ. Ít lắm anh em ạ. Rồi đây Kengo này, Kengo 400 anh em. Đấy. Con này thì đâu, GD mới đúng. Đấy, GD 110 anh em nhé. Để anh em con này là 21 củ hỗ trợ góp anh em mình đưa trước một củ nhận xe, thích thì còn đưa trước luôn. Đấy, con này mới xả 2 củ xong anh em nhé. 23 xuống 21 anh em ạ. Rồi một chiếc Kengo anh em, Kengo phiên bản 400 phân khối nhá. Con này thì mình đang bán anh em là 38 củ. Đấy, nhưng mà hôm nay mình bán anh em còn có 35 củ thôi. Đấy, mới xả 23 củ xong anh em ạ. Rồi R153 đấy 35 củ anh em này, mới xả 3 củ xong anh em nhé, còn có 35 thôi. Rồi R151 để anh em con này là 16 củ anh em này. Đấy, mới giảm 2 củ xong ấy. Rồi R153 úp đầu R1 thì để anh em con này là 39 củ, nhưng mà hôm nay mình mới xả 2 củ xong ấy, còn có 237 thôi. Anh em cần tư vấn hoặc là cần chi tiết về cái mặt hàng xe gì anh em mình cứ bình luận IB mình nhá. Cửa hàng mình còn rất là nhiều xe hỗ trợ anh em góp này anh em ơi. Đấy, anh em nhanh lên giúp mình nha. Nay mình về được rất là nhiều xe anh em ạ. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn nha. Anh em mình nhanh tay lên anh em ơi.